xin chào các bạn cùng trở lại với F8 ở trong chuỗi video hướng dẫn các bạn xây dựng ứng dụng cảnh báo khi sờ tay lên mặt và ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách uh, tùy chỉnh lại một chút cái project của chúng ta và sau đó chúng ta sẽ đi cài đặt những cái thư viện cần thiết để chúng ta có thể xây dựng được ứng dụng cảnh báo khi sờ tay lên mặt các bạn nhé. thì đây các bạn mở lại lên cái website mà chúng ta đã uh, dựng lên ở video trước đây. được chưa? Yeah. các bạn open thằng uh, Visual Studio Code lên và ở đây thì cái file index này các bạn tắt đi, mở cái file index .css lên giúp mình nhé, chỉnh lại một chút css đây là cái cs mặc định của họ thôi, thế nên là mình uh, chỉnh lại. À, các bạn à, à, xóa hết đi. Reset à, CSS theo cách đơn giản thôi. Còn nếu mà muốn reset theo cái cách mà mình đã hướng dẫn ở trong khóa CSS à, thì các bạn có thể xem lại cái khóa đó đấy các bạn nhé Còn ở đây là mình đưa vào đây là padding bằng không này. À, margin bằng không này. À, thêm cái thằng là box sizing bằng border box này. Sau đó là cho cái ông HTML là font size bằng à, 62.5%. Đó. Ở đây làm đơn giản thôi, cái CSS này chỉ là gọi là tượng trưng thôi nha các bạn nhá. Ok. Rồi bây giờ các bạn các bạn lưu lại bấm Ctrl S hoặc là Command S để lưu lại giúp mình, tắt cái file này đi. Bắt đầu mở lên cái file là app.js đây các bạn nhá. Cái file này chính là cái file nó đang chứa cái nội dung mà nó đang hiển thị đây này, được chưa? Thì bây giờ ấy, các bạn để ý nó có cái dòng chữ như này này, đó. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy. Đây chính là cái dòng chữ này đây. Thì ví dụ như bây giờ các bạn uh, viết cái chữ gì đó ở đây là hello chẳng hạn. Bấm Ctrl S để lưu lại đó các bạn sẽ nhìn thấy rằng là bên này nó thay đổi luôn. Đó đúng không ạ? Và các bạn để ý rằng nhá nhé, cái phần này là các bạn không được tắt đi nhé bởi vì nó đang run một cái con uh, development web server ở đây thì nên là cái website của các bạn nó mới chạy được nên là tuyệt đối là không tắt cái này đi tắt đi là các bạn sẽ không truy cập được vào cái trang này nữa, được chưa? Rồi, thì bây giờ ấy, cái nội dung nó thay đổi như này thì giúp tiện cho các bạn trong quá trình code thôi code xong lưu lại là tự thay đổi đúng không? Còn chúng ta sẽ không cần dùng mấy cái layout này, xóa hết đi giữ lại đúng một cái thẻ div giống mình thôi, được chưa đó, và các bạn sẽ thấy có cái file logo này này, cũng xóa bỏ đi, chúng ta không cần tới nó Xóa tận gốc luôn, đây này, nó là cái file logo.svg này này Xóa, chuột file xóa Đấy yeah. à, chúng ta không dùng tới, xóa bỏ nó đi, chưa yeah. Rồi bắt đầu là trong cái file app.cds này nữa, các bạn xem là có cái gì không dùng, xóa hết Đấy yeah. ạ, xóa toàn bộ đi các bạn nha, xóa hết đi, chúng ta có dùng cái gì đâu Và đây là còn mỗi cái file class name là app này nha, thì các bạn có thể sửa nó thành main đi Sửa nó thành main như này sau đó là sang bên này, lưu loại nha, sửa xong sang bên này CSS cho nó. Để cho nó là display bằng flex này. Ờ uh, justify-content, uh, à đâu, cho thằng này đi. Flex direction đi bằng column này. Sau đó là cho align item bằng center. justify-content bằng center bạn nào giả dụ mà bạn mà chưa học lập trình thì cái đoạn này chỉ là đoạn để chỉnh cho nó căn giữa thôi các bạn nhé. chút nữa những cái item mà các bạn viết ở trong này nó sẽ được căn giữa ra cái layout website. bây giờ mình sẽ đưa vào đây một cái chữ một cái thẻ h 1 này mở ngoặc h 1 đưa vào đây là hello uh, react js được chưa? lưu lại và các bạn sẽ thấy đây cái dòng chữ nó được căn giữa ra như này được chưa? rồi thì sau khi các bạn uh, làm xong cái bước này ấy, thì các bạn có thể bấm chuột phải ra đây, inspect e ra đây để sẵn ở đây thôi, chút nữa chúng ta cũng làm việc bấm sang tab uh, console ở bên này đó nó trắng cái này là được nha là không bị đỏ đỏ không bị lỗi gì là được web hiển thị cái chữ react.js này là được nhá rồi thì bây giờ bắt đầu là các bạn đi cài những cái thư viện cần thiết các bạn mở cái thằng uh, SensorFlow ra bấm vào cái chữ github ở bên tay phải màn hình như này đó nó sẽ đẩy sang cái nơi lưu trữ code uh, open source của nó lên uh, trên GitHub nhé. Thì các bạn sẽ để ý ở bên cái tab là repo đây repository đây các bạn nhé. Nó, nó có cái ô tìm kiếm bên dưới là file file repository. Các bạn gõ ở đây giúp mình là cái từ là đây các bạn để ý này, ten uh, uh, tensorflow thì nó viết tắt là chữ T và chữ F các bạn nhé. Thì viết vào TF sau đó là thêm là JS đằng sau và gạch ngang models. Đó, model dạng số nhiều. Nó sẽ ra cái thằng uh, thư viện của thằng thằng này. Đây là một tập hợp những thư viện nằm trong cái thằng uh, tensorflow js Model các bạn nhé. Thì thằng này nó là một tập hợp những thư viện đó. Còn chúng ta thì sẽ sử dụng hai cái thư viện trong này thôi. Thứ nhất là cái thằng mobilenet. Thì cái thằng này nó sẽ giúp các bạn phân loại ảnh, nó dựa trên phân loại ảnh theo nhãn và nó dựa trên cái thằng database cơ sở dữ liệu của thằng imagenet các bạn nhé. Đây, thì thằng này nó có một uh, hệ một hệ thống lớn về cơ sở dữ liệu rồi. Bây giờ các bạn cứ uh, chụp ảnh đẩy ảnh sang sang bên này thì lúc đó là nó sẽ phân tích và nó trả lại cho các bạn thông tin được chưa? Sau khi có được cái thông tin từ thằng MobileNet rồi các bạn sẽ cần phải sử dụng thêm một cái thằng gọi là uh, đây thằng KNN classifier thì thằng này nó cũng sẽ giúp các bạn phân loại ảnh nhưng tuy nhiên ấy nó sẽ phân loại ảnh dựa trên những cái thông tin mà các bạn uh, trả về từ cái thằng này Đấy chưa Nó nhận và nó phân loại ảnh Và ở đây thì các bạn uh, để ý không Những cái thằng uh, các bạn nghe nói đúng không uh, Machine Learning đúng không uh, Machine Learning thì các bạn để ý là phải cho nó học đúng không ạ Thì cái việc ở đây này Là các bạn chút nữa các bạn làm thế nào để phân biệt được cái việc là cho uh, Cho cái con này nó hiểu được là khi nào các bạn chưa, sơ ra lên mặt đấy Thì các bạn sẽ sử dụng cái thằng Classifier Image trên này À cái thằng net này các bạn đẩy dữ liệu sang cho nó để nó phân tích qua database này đúng không? Sau đó nó trả lại cho các bạn uh, thông tin. Cầm cái thông tin đó đưa cho thằng này nó học cho cái thằng classifier này nó sẽ học và nó dựa trên cái thuật toán này thằng gì đây? K nearest này nó các bạn search cái thuật toán này ấy uh, nó ở Việt Nam mình hay gọi nó là cái tên là thuật toán cái gì mà láng giềng gần nhất ấy. Đại loại là các bạn sẽ đẩy dữ liệu ảnh sang bên này cho nó học học sau đó là nó sẽ uh, giúp các bạn có thể phân biệt được là lúc nào thì giơ tay lên có lúc nào thì không giơ tay lên còn cái này lúc nào mà đến đoạn đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn nhá còn việc bây giờ của chúng ta ấy, là cài đặt những cái thư viện này cho mình bây giờ các bạn cài cái thằng đây thằng MobileNet này trước nhá các bạn có thể copy từ gã còng này đi bỏ cái chữ npmi đằng trước này đi nhá copy cái phần này để chưa? ok uh, bắt đầu các bạn uh, mở, mở cái thằng uh, terminal của chúng ta lên đây này mở terminal này lên các bạn mở cái tab bên cạnh nhá đừng tắt cái tab này đi và mở thêm một tab nữa bằng cái dấu cộng này đó nó sẽ cùng cái địa chỉ ở trong cái folder bỏ tay ra của các bạn là được. thì bây giờ nếu mà các bạn đang dùng Gian khi nãy các bạn run cái project này này các bạn các bạn, các bạn run là Gian start hay là dùng NPM start các bạn đó thì nếu mà các bạn dùng cái gì thì các bạn bây giờ dùng cái đó mình dùng Gian thì nên là mình sẽ viết là Gian uh, cách ra và mình uh, paste cái thư viện của mình vào như này được chưa? Còn nếu mà các bạn sử dụng npm ấy, thì các bạn sẽ viết là npm cách y y là viết tắt của từ install các bạn nhá cài đặt đấy cách ra phát là cái tên thư viện như này ok chưa nhưng đừng enter vội nhá mình đang hướng dẫn thôi rồi mình gian này cách tên này sau loại cách ra lần nữa đi copy nốt cái thư viện kia vào đó install nhiều cái một lúc luôn đỡ mất công đúng không đây copy từ cái a còng này thôi nhá đây đó ok để ý nhé không là copy thiếu chữ là cũng lỗi đấy copy thừa chữ cũng lỗi đấy đây nhìn lại đây Ok, đây là với Jan, còn với NPM thì sẽ là NPM cách Y rồi mới cách hai cái tên ra nhá. Rồi các bạn bấm à chưa, khoan, từ từ còn một cái thư viện nữa. Bởi vì cái uh, ứng dụng của chúng ta ấy, khi các bạn giơ tay lên mặt là nó sẽ quát các bạn phát bỏ tay xuống chẳng hạn đó. Thì khi đó các bạn phải open uh, open một file MP3 để nó quát đúng không? Thì bây giờ các bạn có thể tìm cái thư viện giúp mình là cái gì nhỉ? Holder gì ấy. Đấy, Holder GitHub này, các bạn gõ đúng như này, enter. Đây là một cái thư viện để giúp các bạn open nhạc được ở trên uh... À, trên trên ứng dụng của các bạn nhé đó thì thư viện này rất là nhiều sao này 15,7k đúng không thì bây giờ đây này cái tên của nó như thế này đâu này copy lấy cái tên này được chưa lấy cái tên là được hoặc là các bạn tìm cái cách cài đặt nó sẽ hướng dẫn dưới đây này tìm cái chỗ là install ấy nó sẽ hướng dẫn ở chỗ nào đó với nên đại loại mình hướng dẫn các bạn đơn giản nhất là cứ nhìn cái tên của nó là xong đúng không nhìn cái tên này của nó sau đó là À, mặc khoảng là mình tìm ở trong này là npm cách y này đó nó sẽ hướng dẫn này đó các bạn nhé tên của nó trùng tên luôn này đó thì bây giờ các bạn paste thêm vào cái tên đằng sau paste thêm vào ba cái tên được chưa ok ba tên cách nhau nhá rồi bây giờ bấm enter giúp mình à, mình gõ nhầm cái gì đây à, chà... à xin lỗi các bạn Gian thì phải thêm chữ at nhé Đúng là lâu không sửa vào à, Vẫn ngáo như thường Ok Gian thì at nhé Còn npm thì cách y được chưa Gian thì cách add Đó Enter rồi bây giờ chờ thôi, chờ nó install các bạn nhé. thì sau khi install xong ấy thì chúng ta có thể uh, sử dụng những thư viện này để bắt đầu viết code để cho nó có thể uh, nhận diện được khuôn mặt của các bạn và nó đưa ra cảnh báo các bạn nhé. Uh, chờ một chút nào. ok đi tham quan lại xem là còn gì nào, có gì hot không nào. ok cái đoạn này các bạn đừng tua ra nhá để xem, nói chuyện của mình, mình đang ngồi chờ này. đó OK, thế này là cài xong rồi này, các bạn nhìn nhá, nó sắc xít đây này, đó cài thành công ba cái thằng dependency mới. Uh, dependency thì nó có nghĩa là phụ thuộc đúng không? Cài được thêm ba thư, thư viện phụ thuộc. Rồi OK, thì sau khi cài thành công như này rồi ấy, thì um, thực ra video này chỉ hướng dẫn các bạn cài rồi mà. OK, thế này là OK rồi đấy, chắc chắn nó thành công các bạn để ý nhá, chắc chắn nó thành công nó phải hiện ra cái đoạn success xít này nhá. Nếu mà nó hiện lỗi ở đây thì phải comment ở dưới video để mình có thể hướng dẫn các bạn fix nhá. OK, video này đến đây kết thúc, xin chào các bạn.